Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình ha. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đi vào trong cái sử dụng nước tẩy tăm để vào trong đây ha. Thì hôm nay mình phản nghịch của mình có 465 điểm. Mình cần 15 điểm nữa để mình mở cái nhiệm vụ gọi là cuộc đời như mộng. Thì bây giờ mình sẽ thiên hướng phản nghịch nha. Mình sẽ chỉ lấy một cái thôi. Đó. Rồi mình sẽ cuộc đời như mộng nè. Mình sẽ mở ra nha. Tưng thủ và phản nghịch. Phan Phu Tử gần đây luôn chán nản, hình như có chuyện gì đó. Rảnh rỗi hay đến xem sao. Rồi mở ra. Mình thoát khỏi cái map này nha. Anh em bấm vào cái thanh công cụ để cho nó chạy. Mình bấm bỏ qua cho nó nhanh. Rồi bây giờ nó sẽ tự chạy nha. Hình như cái nhiệm vụ này là nó tự chạy nhiều lắm anh em. Nè anh em nhấp vào là nó sẽ tự chạy thôi ha. Cái này quá khỏe. Khỏe hơn mấy cái kia đi kiếm cái này kiếm cái kia nhập tọa độ đồ. Giao cho Phát Đại Liên nha anh em. Hình như mình phải đấm thằng này một trận hay gì đó nè. Thiệt. Mình đấm nó có mấy cái là nó xỉu rồi. Rồi bây giờ quay trở lại báo cáo Phan Ngọc Thủ. Rồi ok. Mình đã hoàn thành cuộc đời như mộng nha anh em. Rồi phản nghịch đây nha. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video của mình nha. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.